Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phước Huệ Song Tu. Trong thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng ba A Tăng kỳ kiếp tu Phước Huệ, trăm kiếp gieo tướng hảo. Do đó, Ngài mới thành tựu được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân trang nghiêm không ai sánh bằng. Chúng ta là người tu đạo, tất phải tu Phước Huệ. Thế nào là tu phước, tu huệ? Là làm nhiều chuyện công đức, phàm việc gì có lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nên tận lực làm hết mình là tu phước. Đọc tụng kinh điển, nghiên cứu đạo lý Phật, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải là tu huệ. Nói đơn giản như tạo nhiều công đức thì được phước báo, còn nghe kinh, thuyết pháp là có trí tuệ, đó là đạo lý tự nhiên. Phước huệ là do sự bồi đắp tu hành mà có, cho nên nếu không lo bồi đắp thì không bao giờ có phước huệ. Người tu đạo chớ nghĩ đó là phước nhỏ mà không chịu làm, lại càng không thể cho đó là việc ác nhỏ rồi cứ làm. Nếu chúng ta lúc nào cũng biết quý phước, tu phước, trồng phước, thì trong tương lai nhất định chúng ta sẽ có đại phước báo. Nếu không, phước thời từ đâu đến? Huệ do từ đâu sanh? Những ai muốn được phước, được huệ mà chẳng chịu làm gì thì cũng ví như người si mê nói trong cơn mộng vậy. Đó là vọng tưởng trong cái vọng tưởng, vĩnh viễn không thể nào thành sự thật, giống như nói xuyền mộc cầu ngư, tức là tìm cá trên cây. Đó là tư tưởng của người ngu, là chuyện không thể nào có được. Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981. Ha ha ha, 问什么的说。